Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin được mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh, sự khôn khéo, được mọi người tôn kính. Những người tuổi khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống của mình, có uy quyền, có địa vị. Những gia chủ tuổi Giáp Thân, họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, những gia chủ tuổi Giáp Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến, kính trọng. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa, trông rộng, thấu hiểu mọi góc cạnh của vấn đề trong xã hội. Bởi vậy, trong công việc, họ luôn là người cảnh báo cho những người khác ở nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ đó, nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Thân dễ dàng thấu hiểu được tâm tư nỗi niềm của tất cả mọi người. Và đương nhiên, từ đó họ sẽ tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Vâng, và trong tháng 2 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Giáp Thân phạm phải hạn xung thái tuế. Đây là một năm mang lại khá nhiều trắc trở với tuổi này. Vậy thì với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình, những khó khăn trắc trở đó không làm những gia chủ tuổi Giáp Thân nhụt chí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ ít nhiều giúp đỡ, cho nên trong năm mới 2022 nhâm dần, gia chủ tuổi Giáp Thân dễ dàng vượt qua những khó khăn trở ngại này. Tử vi học dự báo trong tháng 2 âm lịch là thời điểm đột phá của quý gia chủ tuổi Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của quý gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Giáp Thân sinh năm 2004 mệnh Thủy, tuyền trung thủy là nước trong suối. Bề ngoài, người tuổi Thân là một người hoạt bát, nhanh nhẹn và có mưu trí. Họ khá nghịch ngợm và linh hoạt dù trong công việc hay cuộc sống, là những người rất biết cách ăn mặc và chăm chút cho bản thân. Những người tuổi Giáp Thân đa phần có ngoại hình đẹp, hiền lành và dễ gần. Người tuổi Giáp Thân có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm. Họ rất giỏi những vấn đề mang tính nghệ thuật và biết cũng như là giỏi rất nhiều thứ khác. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những người tuổi Thân, họ có thể vẽ giỏi, hát hay, nhạc cụ chơi tốt và các việc vặt thủ công may vá, họ đều rất nhạy bén. Người tuổi Giáp Thân không chịu thua nhường ai, họ luôn muốn làm được và phải làm được, không dễ gì nói rằng có ai giỏi hơn họ. Họ có lòng đố kỵ rất lớn, khi nóng giận, lời nói khá cay nghiệt, nói năng tùy tiện, tính tình dễ thay đổi, lúc nóng lúc lạnh khó lường. Giai đoạn này, người tuổi Thân sinh năm 2004 đang bước vào khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp học hành. Bản mệnh có thể phải chịu áp lực học tập khá nặng nề, vì thế cần phải có sự cổ vũ động viên của người thân cũng như sự tích cực chủ động của chính bản thân mình. Đây chính là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần phải chủ động trò chuyện, tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng, kẻo dễ gây stress. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình là gì để có thể thực hiện cho đúng. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp quý âm thủy nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Thân trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, người tuổi Giáp Thân được các tinh hỗ trợ mạnh mẽ, phương diện học tập của đương số có nhiều điểm sáng, thành tích được cải thiện. Bạn được quý nhân giúp tìm ra phương pháp học tập phù hợp hơn, năng lực tiếp thu kiến thức cũng mạnh hơn, khiến cha mẹ và thầy cô rất hài lòng. Quý nhân có thể là một người, bạn ở ngay bên cạnh, học thầy, không tài học bạn, quả là bạn bè, thì có những cách học khiến bạn cảm thấy dễ tiếp thu hơn so với bài giảng ở trên lớp của giáo viên. Tinh thần tự giác trong học tập ngày càng được cải thiện, bạn hiểu được mình còn yếu kém ở mảng kiến thức nào và tự lấp đầy lỗ hổng bằng những giờ tự học. Tuy đôi lúc không tránh được việc bị các yếu tố bên ngoài chi phối, gây mất tập trung, nhưng may là mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát và kịp thời sửa chữa.
việc thi cử trong năm cũng có thể đạt được thành tích như mong muốn, dễ dàng vào được ngôi trường mơ ước. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là Ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Thân để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vì vẫn đang trong độ tuổi ăn học nên con giáp này chưa cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính, vẫn được cha mẹ chu cấp đầy đủ. Nhờ những khoản tiết kiệm cẩn thận nên mệnh chủ có thể tự sắm cho mình những món đồ yêu thích từ lâu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 2004 có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần phải chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Ngoài ra cần phải chú ý khi đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh tai nạn sự cố ngoài ý muốn. Các quý gia chủ tuổi Giáp Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Vốn dĩ tuổi Giáp Thân rất hòa đồng, tính cách dễ chịu, nên dù là nam hay nữ mệnh, đi đến đâu cũng luôn được hoan nghênh và yêu quý. Trong năm nay, sự khéo léo tiếp tục được phát huy giúp con giáp này dễ dàng kết giao với những người bạn mới, không chỉ giữ mối quan hệ tâm giao thân thiết chung sở thích mà còn rất hữu ích trong việc trao đổi bài vở, việc học tập thêm phần hiệu quả hơn. Một số bạn có tư tưởng trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, có thể xuất hiện tình trạng cảm nắng, việc học tập cũng có phần sao nhãng, cần cha mẹ và thầy cô đôn đốc thường xuyên. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp tốt, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Giáp Thân trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức ngày 14 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thân trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 2 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Giáp Thân trong tháng 2 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nốt đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể nhận thông báo mỗi ngày và luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo về video mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.